Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Ánh Sao Vlog. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc. Và hôm nay Ánh Sao sẽ gửi đến quý vị và các bạn những cung đường đèo rất là đẹp ở Đài Loan. Đường đèo và những khúc đường chui qua hầm ở dưới chân núi rất là ấn tượng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video này nhé. Cảm ơn quý vị.